Chiều 1 tháng 11 năm 2020, chuyến bay trực thăng thứ hai của Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn Không quân 372 với nhiệm vụ cứu trợ và cứu nạn xuất phát tại thành phố Đà Nẵng đã bay về xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Phóng viên độc lập của Báo Thanh Niên tham gia cùng tổ bay. Nhiệm vụ của đoàn là thả khoảng 2 tấn hàng gồm gạo, chăn màn, thuốc men, mì gói, thực phẩm khô cho bà con hai xã Phước Lộc và Phước Thành đã bị cô lập suốt 5 ngày nay vì sạt lở bịt kín đường vào sau cơn bão số 9. Toàn bộ số hàng này do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân tham gia chuyến bay và chỉ huy đoàn. Chuyến bay do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 làm cơ trưởng. Trước đó, sáng cùng ngày, tổ bay trực thăng cũng đã hoàn thành đợt thả hàng cứu trợ an toàn tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Lúc 14h45 phút ngày 1 tháng 11, trực thăng số hiệu 8432 nhận lệnh cất cánh khi các yếu tố thời tiết đảm bảo. Nhìn từ trực thăng, có thể thấy đường vào khu vực này đã bị sạt lở vùi lấp, nhiều đoạn đường bị lũ đánh sập thành con suối chảy ngang. Đến chiều 1 tháng 11 năm 2020, tất cả các tuyến đường dẫn vào xã Phước Lộc vẫn đang tắc nghẽn do có hàng trăm điểm sạt lở, hàng chục hộ dân bị sạt lở, làm vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản. Nhiều gia đình chỉ còn duy nhất một bộ quần áo đang mặc trên người. Nhiều ngày nay, hệ thống nước sạch hư hỏng hoàn toàn, bà con phải sử dụng nguồn nước hiếm hoi còn sót, dù vẫn bị nhiễm đục. Hiện toàn xã Phước Lộc có 941 nhân khẩu, đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn sau bão. Nỗi lo thiếu lương thực, thực phẩm đang hiện hữu nên họ ngóng chờ từng giờ từng phút những đoàn tiếp tế. Đặc biệt, bên cạnh tiếp tế hàng cứu trợ cho người dân vùng bị cô lập, đoàn còn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn đưa 3 người dân bị mắc kẹt tại đây về Đà Nẵng để chăm sóc y tế. 3 người dân được đưa lên máy bay trực thăng để về Đà Nẵng điều trị gồm chị Đinh Thị Tươi, 28 tuổi, đang mang thai 8 tháng, được đưa về Đà Nẵng chờ sinh. Bà Lê Thị Kỳ, 65 tuổi, đau khớp, đau lưng, cũng được đưa về Đà Nẵng để chữa bệnh. Và nữ công nhân Mai Thị Văn, 40 tuổi, bị đứt dây chằng gối đã mổ 1 tháng, nay bị đau lại phải ra Đà Nẵng để khám. Chị Tươi không cầm được nước mắt khi được đưa lên trực thăng để về Đà Nẵng chờ sinh. Những ngày qua, chị sống trong vùng cô lập, thiếu đồ ăn, phải ráng cầm cự, sắp sinh bé trai đầu lòng nên lo lắng không đêm nào ngủ được. Kết thúc chuyến bay, đoàn cứu trợ cứu nạn đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Sau những chuyến tiếp tế bằng đường không và đường bộ, hai xã Phước Thành và Phước Lộc với 3.000 hộ dân đã có thể tạm yên tâm trong thời gian ngắn, chờ lực lượng chức năng giải phóng các điểm sạt lở để sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.